Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm nay và ngày mai, thời tiết Bắc Bộ sẽ duy trì trạng thái có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Kiểu thời tiết như thế này tại Bắc Bộ dự báo là sẽ tiếp tục duy trì cho đến những ngày đầu của tháng 10. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào tới Thừa Thiên Huế, ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, bà con cần lưu ý là có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hiện nay, mực nước sông Cửu Long đang và sẽ lên theo chiều. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức là 3,7m, trên báo động 1 là 0,2m. Trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức là 3,2m, trên báo động 1 0,2m. Và tại các trạm hạ lưu là ở mức báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê, bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh như An Giang và Đồng Tháp, do vậy mà bà con cần hết sức lưu ý. Cuối cùng như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai, mời quý vị cùng theo dõi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Nguyên, trung bình 10 ngày đầu tháng 8 hàng năm, lượng mưa tại các tỉnh Tây Nguyên chỉ khoảng 100mm. Tuy nhiên năm nay, chỉ trong 3 ngày từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 8 năm 2019, tổng lượng mưa ở Đắk Lắk vượt 300%, Đắk Nông vượt 200%, Lâm Đồng 400% và cá biệt có nơi vượt đến 500%. Theo các chuyên gia thủy lợi, cùng với mưa lớn bất thường thì do hệ thống sông suối nhỏ, đô thị hóa ở Đắk Lắk và Lâm Đồng diễn ra nhanh, khiến nước không thoát kịp và thủy điện xả lũ đã gây lũ lụt nặng nề. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rừng Tây Nguyên có độ che phủ chỉ còn 46% và trong vòng 10 năm, chỉ riêng Lâm Đồng đã mất 90.000 hecta rừng. Trong đó, diện tích che phủ rừng nội ô của Đà Lạt đang dưới 45%, giảm 4% so với năm 2018. Bên cạnh đó, việc ồ ạt phát triển nhà kính trồng rau và hoa cũng khiến ngập lụt càng nặng nề hơn. Hiện diện tích sản xuất rau hoa trong nhà kính của Đà Lạt là hơn 10.000 ha, chiếm 55% trong tổng số 18.000 ha tổng diện tích sản xuất nông nghiệp. Con số này đã tăng gấp gần 5 lần so với 5 năm trước. Tiến sĩ ngành môi trường Lâm Ngọc Tuấn, Đại học Đà Lạt nhận định, về lý thuyết, những vùng đất có nhà kính thì hệ số thấm nước bằng 0, có nghĩa mưa đổ xuống thì rơi trên những tấm ni lông và bằng cách nào đó đổ ào ào ra suối. Lượng nước không thấm được đổ ra suối trong thời gian ngắn khiến nước dâng cao đột ngột, tạo lũ với tốc độ chảy mạnh. Như vậy, dù mưa không to nhưng vẫn xảy ra lũ lụt. Nếu mưa to thì hậu quả không còn nằm trong tầm kiểm soát. Những nơi có lũ nặng nhất ở Lâm Đồng là những nơi bạt phá rừng núi để làm nhà kính trồng rau hoa. Kết cấu vùng đồi núi bị phá vỡ, dòng chảy, cách thẩm thấu nước đều bị thay đổi theo hướng tiêu cực. Và hậu quả xảy ra, những nơi cách đó hàng chục, hàng trăm cây số cũng phải gánh chịu.